Khi mà ta 3 tuổi ta đã ra đoàn kịch. Ta nhìn thấy đại sư phụ lúc đó diễn với kịch này rồi. Khi đó trong lòng của ta đã nghĩ, nếu như thật là có kiếp sau, vậy thì được quá tốt. Không tốt. Tại sao? Kiếp này ta đã hại cho ngươi thế này vậy. Kiếp sau tốt nhất đừng có gặp lại ngươi nữa. Ông đại ca, bảo trọng, hãy quên ta đi. Khai Tâm à, con coi mẹ như vậy có phải trẻ hơn đẹp hơn không? Mẹ à, mẹ đừng có quậy nữa. Mẹ khi nãy bên ngoài bị người ta đẩy tới đẩy lui, mẹ không khó chịu hay sao? Khó chịu cũng phải chịu. Mẹ à, mẹ đừng có ra ngoài để người ta ăn hiếp nữa. Cứ bị người ta chơi cười hoài, con chịu không có nổi đâu. Con nhất định chịu không nổi mà. Con gái khờ của mẹ làm kỹ nữ không có dễ đâu. Ở trong đó chú trọng rất nhiều chuyện. Con đừng thấy Bách Nhật Hồng nó vừa lắc cái mông một cái, đàn ông như điên như khùng rồi. Năm xưa mẹ của con đâu có tệ hơn cô ta chứ. Chỉ đáng tiếc là lạc hoa dư thủy, xuân khứ giả. Mẹ, chúng ta rời khỏi cái nơi này đi. Cái đứa con khờ của mẹ, chúng ta ở đây muốn ăn muốn mặc đều có. Chúng ta ra ngoài làm sao mà sinh hoạt đây? Nhưng mà con thật không muốn để cho mẹ sống như người tháng như vậy. Hay là như vậy, con làm thấy mẹ nha. Bỏ xuống, mẹ không cho con nói như vậy. Cuộc đời này của mẹ coi như dứt bỏ. Con đâu thể nhảy vào hố lửa chứ. Nếu như con muốn làm đàn bà thì năm xưa con đã làm từ lâu rồi, đâu có để cho con cải nam trang trông có xấu xa như vậy chứ. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Làm đàn bà ai lại không muốn có một chỗ nương tựa tốt chứ. Con tưởng trời sanh mẹ ra là hạ tiện như vậy sao? Trời sanh ra muốn làm kỹ nữ sao? Đều là cái đám đàn ông đáng chết. Một người là cha của mẹ, cũng chính là ngoại công của con. Cậu này có ăn nhầm gì chứ? Người một nhà ta nắm chặt tay, sợ sống không vui hay sao? Tại sao nhất định phải bán mẹ vào trong kỷ viện như vậy? Giờ còn cái người cha đáng chết của con, hắn nó trở về chuộc mẹ. Mẹ chờ đợi, mẹ chờ đợi, mẹ chờ đợi tới tóc cũng đầu bạc rồi. Tới cuối cùng vẫn là đi không trở lại. Và bây giờ mẹ đây, mẹ cũng đã nhìn thấu rồi. Mẹ, mẹ đừng có nói nữa. Mẹ muốn nói, mẹ phải nói. Mẹ đừng có nói nữa mà. Mẹ, con sau này sẽ không có trách mẹ nữa đâu. Con nghe lời mẹ có được hay không? Con sẽ không cứng đầu nữa mẹ à. Khải Tâm, mẹ, Khải Tâm.
Dân Hương. Dân. Ông Đi Ca. Ông Đi Ca. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi vừa tới thì Dân Hương đã bỏ đi. Đi rồi. Chuyện gì đây? Ai lại bỏ đi? Để say tới như vậy, nè, chúng ta về nhà nha. Đi đi. Dân Hương, ban chủ đi khắp nơi tìm ngươi. Tên đầu bếp cáo trạng ngươi, nói ngươi đã uống sạch rượu của hắn. Tên đầu bếp đáng chết. Lúc trước nịnh nọt ta, tặng cho ta cũng không uống. Bây giờ ta không thể hát kịch được. Người nào cũng trở mặt không nhận ta. Không lẽ là họ đã quên lúc trước ai cho họ miếng cơm ăn? Ai cho họ miếng cơm ăn chứ? Được rồi, được rồi. Ta biết lúc trước ngươi rất là uy phong, rất lợi hại. Mình về nhà nha. Nè. Đại Bảo. Đại Bảo à, hãy giúp ta đi. Ta không thể nào mà mất Dương Hương được. Đại Bảo, hãy giúp ta đi. Ông Đại Ca, ngươi hãy yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhất định sẽ giúp ngươi mà. Dậm tiếng của nương. Dậm tiếng của nương. Ê, Đại Bảo, ngươi nói chuyện phải cẩn thận chút đi. Nếu như để Dương gia biết là ta vẫn qua lại với các ngươi, chắc chắn ta sẽ bị đánh chết đó. Không nói nhiều, không nói nhiều. Ta chỉ nói một câu thôi nha. Vậy nói mau đi. Ông Lương Ngọc chết rồi. Cái gì? Phải, hắn chết rồi. Ta tới đây để thông báo với con một tiếng. Hết chuyện rồi, ta đi. Ê, đứng lại. Nè, chuyện xảy ra từ lúc nào? Tối hôm qua hắn uống say rượu, bị té xuống dưới hồ. Tới bây giờ con không biết là bị lỡ chân hay là tự sát. Ngươi gạt ta. Con không tin ta hả? Không tin thì thôi. Ê, không phải ta không tin, nhưng mà chuyện quá đột ngột. Ngày mai cũng là ngày xuất toán. Cái các người cũng là từng quen biết với hắn. Có muốn tới hay không, từ các người lo liệu. À, đương nhiên, cô không nói với các cá cũng không sao. Chỉ sợ sau này cô ta biết được sẽ hận cô suốt đời. Ông Đại Ca. Ông Đại Ca, không phải cái nó muốn mới được thành thần với ta hay sao? Ta bây giờ sẽ bán với người nè. Ông Đại Ca, ta muốn làm tăng nương tử của người. Ta là tăng nương tử của người mà. Cứ hãy ngồi dậy đi. Ca ca, cô đừng có quá thương tâm mà. Người chết không thể sống lại đâu. Đều là hai người hại chết hắn ta. Bây giờ cô giả vờ khóc lóc cái gì chứ? Nếu như cô thật yêu hắn, thật lòng đau xót cho hắn, lúc trước tại sao đối với hắn như vậy? Tại sao ngươi lại nói như vậy chứ? Bây giờ ca ca đã đau khổ lắm rồi. Hắn nói rất đúng, là ta đã hại chết Quỳnh ấy. Ta không có nơi một mình ở trên đời này để mà sống lên lớn như vậy. Ông Đại Ca, ta đi chung với người. Đại Ca. Dân Hương. Dân Hương. Người, người là người hay là quỷ? Dân Hương à. Dân Hương. Dân Hương. Dân Hương. Xin lỗi nha, ta không nên gạt nạn. Ta chỉ là không biết làm thế nào để gặp nàng. Ta quên nàng không có được. Ta không thể nào đi lấy người khác. Không thể nào lấy người khác được. Ông Đại Ca. Ây à, xong rồi. Người hữu tình đã gặp mặt được nhau. Nè, người đúng là tên sát thiên đào, giúp mặt ta. Ta đâu có gạt cô. Hắn hôm qua đích thật là bị rớt xuống hồ, là ta kéo hắn lên. Cô coi quả áo của hắn vẫn chưa khô. Phải nói là đàn bà có dụ dân phụ các người quá sững. Tôi nói về cậu thì các người đã tin. Một chút thể diện cũng chưa hề gặp. Ngươi. Ê, cô đừng có đánh ta nha. Ta làm như vậy là tốt cho các người. Không lẽ cô muốn họ suốt đời không gặp được nhau? Nhưng mà lần này gặp mặt rồi, lần sau thì sao? Đâu có thể nào cứ lén lút lấp ló hoài vậy được. Phải đó ông Đại Ca. Hay là hai các người bỏ trốn đi. Bỏ trốn? Các cát nói rất là đúng. Hai người không thể phân khai được đâu. Nếu như bị phân khai, cả hai người đều khổ hết. Thay vì như vậy, thật là hai người bỏ trốn đi cho rồi.
Vậy ngươi phải làm sao? Còn ama của ta, ngạc nương của ta phải làm sao? Tôi chỉ là một nha hoàn. Sau khi các khác bỏ đi, tôi có nói đại là không biết Dương gia đâu có thể nào làm gì tôi đâu. Còn về Dương gia và Phước Tấn, cô cứ yên tâm đi, họ chỉ cao quyền trọng, không lẽ còn sợ họ xảy ra chuyện gì sao? Dân Hương, cùng lắm sau khi chúng ta ổn định rồi trở về năn nỉ họ tha thứ. Đi theo tao đi nha.